Do nhiều lúc khó khăn, lại không muốn làm phiền gia đình nên cô gái này đành phải vay tiền qua app. Sau khi bị trễ và bị đe dọa, cô đã trả đủ hết tiền. Tuy nhiên thì cái app vẫn không buông tha. Mà sau đấy khoảng tầm 2-3 tháng thì tự dưng em lại bị đòi nợ và tự dưng em lại trở thành con nợ của các app, tức là mấy bạn nhân viên nói rằng là giờ em chưa thanh toán hoặc là nói rằng là em đóng tiền trễ, bây giờ cái phí phạt nó lên đến 10 triệu rồi nhưng mà bây giờ em chỉ cần thanh toán khoảng tầm 5 triệu thôi là bên đó sẽ xóa nợ cho em. Nhưng mà em không đồng ý thì nó khủng bố gia đình của em ạ, là nó gọi điện thoại này, nó nhắn tin. Thủ đoạn được nhiều người dân trình báo là các app sẽ gọi chắc trả tiền trước rồi đe dọa nếu xin trễ hàng trả. Cùng với đó tiếp tục có những app khác liên hệ gợi ý cho nạn nhân vay để trả cho app kia, và để trả cho app đầu tiên thì nạn nhân thường phải vay thêm ít nhất từ là 2 app khác. Trả cứ xoay vòng như vậy, nên là khi mà không có tiền trả thì cái lúc mà khủng hoảng nhất là của bên F668 thì họ nói là tiền phạt một ngày là 4% một ngày, tổng cộng là khoảng 250 cho đến 300 ngàn. Người ta nói là bây giờ mày có muốn ra ngoài đường mà bên tao cắt tay hoặc là đã giết mày không. Những đối tượng đòi nợ đe dọa, khủng bố, vu khống, xúc phạm danh dự cả nạn nhân và người quen của nạn nhân trên mạng xã hội khiến họ vừa bị áp lực trả nợ vừa bị nghi ngờ dị nghị. Một vụ liên hệ được với người nhà nạn nhân là một anh giảng viên trường cao đẳng ở Kiên Giang, thì anh cũng vay app, thì anh là giảng viên thì cho nên anh nói chung là cái sĩ diện của anh lớn, thì anh khi mà đã bị đăng lên thì anh bị mất danh dự thì anh sẽ nghĩ tới con đường chết. Tuy nhiên dưới góc độ pháp lý, các luật sư cho rằng việc cho vay qua app về quy mô, mức độ như hiện nay có dấu hiệu phạm tội có tổ chức, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng nhưng khó xử lý tương xứng. Cho đến thời điểm hiện nay vẫn chưa có điều luật nào quy định cụ thể rõ ràng xử lý đối với trường hợp mà gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như thế. Để xử lý hình sự về cái hành vi là giết người hay không thì luật pháp không có quy định về chuyện đó, cho nên rất khó cho cơ quan thẩm quyền để xử lý cái chuyện này. Theo các luật sư thì người vay tiền qua app cũng cần giữ lại các sao kê khi giao dịch để làm chứng cứ và cần làm đơn tố giác các hành vi, bởi việc cho vay qua app về bản chất cũng đã vi phạm các quy định pháp luật hiện hành ngay từ đầu.